Nhân vật này chính là hiện thân của con người ta trong truyền thuyết. Từ khi mới sinh ra, ông đã được vua cha phong tước là Chiêu Minh Vương. 17 tuổi, ông được ban tước Chiêu Minh Đại Vương, cai quản cả vùng đất Nghệ An. 20 tuổi, thăng chức Thái Úy, trở thành trọng thần của triều đình. 30 tuổi, ông được phong làm tướng quốc Thái Úy, đứng trên cả Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, dưới một người, trên vạn người. Khi quân Nguyên xâm lược nước ta, ông được phong chức Thượng Tướng Thái Sư, nắm toàn quyền nội chính. Không chỉ là nhà quân sự tài tình, ông còn là một nhà thơ có vị trí trong nền văn học Việt Nam. Chuyện tình cảm của ông và Phụng Dương công chúa chính là một trong những câu chuyện tình đẹp nhất trong sử Việt. Nhưng ông trời không cho ai tất cả. Ông xuất thân cao quý, văn võ song toàn, tuổi trẻ đã quyền cao chức trọng, chuẩn hot boy thành Thăng Long, nhưng lại có điểm yếu chí mạng, đó là sợ nước. Nhân vật được nhắc tới không ai khác, đó chính là Thượng Tướng Thái Sư Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải.